Nhiều ngân hàng lớn hiện đã đồng loạt giảm lãi suất tiết kiệm, đặc biệt điều chỉnh mạnh nhất với các kỳ hạn từ 6 đến 12 tháng trở lên. Bốn ngân hàng có quy mô lớn nhất trong hệ thống gồm Agribank, BIDV, Vietcombank, Vietinbank đã hạ lãi suất tiết kiệm về 5,5% một năm. Tính chung, mức lãi suất huy động cao nhất trên thị trường hiện chỉ quanh 6 đến 6,7% một năm cho kỳ hạn 12 tháng. So với đầu năm, lãi suất huy động tại bốn nhà băng quốc doanh này đã giảm 1,5 đến 2 điểm phần trăm một năm. Nếu như đầu năm khoản tiền gửi 1 tỷ đồng với kỳ hạn 12 tháng, khách được trả lại 74 triệu đồng, thậm chí gửi online được lại tới 82 triệu đồng, nay mức lãi chỉ còn 55 triệu đồng.